mới chọc máu nha, mới chọc cho lúc muốn về đi xong ép lại ngày sáng 21 trưa 21 tháng 1 2022 hôm qua test âm tính. Hôm qua test âm tính, hôm nay test lại. Người ta đang chạy, quay cái đang chạy nè. Nay test lại coi nó có bị không bị kìa. Như tưởng nó có tầm sàm. Bị sao sao mũi? Thì tại vì người ta bệnh thì sao mũi gì đó mà biết. Mũi đen vậy. Đây, hôm nay tối ngày 8 giờ 25 phút tối ngày 22 tháng 1 2022 là 2 bữa sau khi test dương tính Covid. Cả nhà là 3 người bị gồm Jennifer nè, Jesse nè, ba Mẫn nè, còn mẹ với lại em Tommy á là test lần 2. Mẹ hôm qua là test lần 2 không bị, không có quay phim. Tommy chưa test lại. Bây giờ đây Tommy ngồi lên ba mới quay thấy được chứ. Lại đi với mẹ nè. Rồi. Rồi bây giờ bữa nay là tối nay là ba test lại nè. Test lại thử coi. Hôm nay bị gì không có được tự tin cho lắm. Hôm nay ách xì hơi nhiều. Hôm qua là test lại một lần nữa là cũng âm tính luôn. Không biết là sao ngộ hôm gì đó. Hôm nay mà test âm tính nữa là cái gì là miễn nhiễm được khỏi thì test nữa. Rồi giờ bắt đầu test nè. Jesse cầm video quay. Cầm máy quay giùm ba coi. Xa xa ra nha, quay gần tán chết. Trời ơi, làm đồ đẹp nữa. Ê mẹ kéo lại mẹ, mẹ lấy chinh ra. Bộ test này bây giờ là đưa thợ của bên kia test một mớ là test một mớ là cũng gần hết rồi đó các bạn ơi. Tình hình hôm nay là sau ba bữa dương tính là hôm nay là cơ thể khỏe khoắn không có gì hết. Cái gì ba bị hết xì vậy? Ho gì không? Không hả? Có xì rồi sợ. À! Con sợ không không? Câu thêm hả? Sáng này hơi nhức đầu. Chết xì hơi nghẹt mũi. Đó ra! Ai đứng dậy? Nghẹt mũi luôn chứ không hơi đâu nghẹt. Đây ba hầu hồi giờ ba. Coi như là mũi kỳ cục quá. Ba quay Duyên nghe vậy thôi. Mẹ Duyên lấy cái tay ra coi. Lấy cái tay không có. Đừng để ba lại. Đừng. Nó xì sợ ra. Mẹ Duyên hôm bữa giờ là chọn bên lỗ mũi bên đây, giờ chọn lỗ mũi bên đây. Ra buông tay ra mà chọn lỗ mũi bên đây, lấy cái tay ra mới chọn. Chọn cho nó sâu đặng mới chọn kỹ ra ba, chọn kỹ lại cho ba. Chọn kỹ lại lên. Đau. Kỹ, kỹ ba. Rồi. À, đừng có chọn con kỹ. Rồi này, con kỹ này, kỹ con. Không có, phải chọc kỹ mới chính xác chứ. Ok, không mà bị ra khỏi giọt nữa nha, mệt quá rồi. Thôi, vậy nhiên lấy cái kéo cắt cái đó kìa. Miễn có chọc nữa đó. Không chứ. Mất riêng cái mũi hết trơn. Trời rồi, lẹ lên. Đâu? Chị kéo qua đi đâu? Đó, bên kia kìa, đó. Sao Si không quay với nhân vật thụ ngồi bấm điện thoại bên kia. Nhân vật đó giờ chồng bấm điện thoại đó. Nhân vật nó cười bấm mừng bên kia. Cười té tét lên rồi. Đen đừ. Đen đừ, nó bị đen đừ. Thấy chưa? Con chưa khỏe. Con thì khỏe quá nhưng mà. Rồi để đây nè, tiếp Si lại quay nè Si. Bắt đầu. Mới nặng hộp nha. Si. Đây là nước mũi của mẹ. Tâm mì xàm đó, tâm mì á. Tâm mì gần 100 những đứa xàm nhất thế giới này. Rồi.
mẹ dương tính luôn. Ba gạch luôn. Hai gạch. Ba gạch. Dưới tê của mẹ có luôn. Trời đó, đó. Đó gì lắm. Khỏe lắm. Thì hôm qua không bị mà, từ từ xíu, từ từ. Vậy là mới bị gì là chiều giờ? Chiều giờ ác xì nè. Rồi tao mày ngồi xuống, ba test luôn. Rồi xong. Rồi tiếp tục với con để ba test tao mày. Rồi tao mày ngồi xuống đây. Rồi mày dính Covid luôn. Mẹ Duyên mày dính Covid sao? Sai hả gì? Con đừng có nghiến gì vậy, con cầm lên cho nó. Con nằm cầm nè. Rồi được rồi, quay cái để được biết. Quay thì ta thấy rồi chứ. Quay. Cái đường nó khá là đậm. Rồi mày đi cầm tìm cho cái hở cái tới cái con tôm mì nè. Để cái đây. Rồi tao mày ngồi ngước lên, bỏ ba chọc lũ mũi nào. Cho bên tay, cho bên tay. Ba chọc kỹ kỹ mới được. Rồi, kỹ rồi đó. Rồi giờ mình cho lấy đường lấy khăn khăn giấy ra cho em con lo đi cho mày. Đó là vậy nè. Mẹ cái viên cắt chưa? Cắt rồi đó mẹ. Không có tôm mì. Cameraman đó quay quơ tờ lơ, ta coi nhất tao luôn cameraman. Rồi tao quay từ từ thôi. Cameraman gì mà quơ tờ lơ hết trơn. Coi nhức đầu luôn á. Tại hiện có ăn mỗi lần tới bên đà phát bên đó chạy nó phát. Cái gì nữa? Đâu tụi mì? Đâu? Thưa mẹ cầm quay kìa, mẹ quay đi. Mẹ quay đi. Quay chiếc xì đi, xì mở dẫn đi. Chiếc xì này mở dẫn bớt chưa, xì mở dẫn. Nè, lấy cái này bỏ, mở cái này ra bỏ. Không có bị hò nữa nha bà. Rồi, mày uống thuốc đó. Nè, giờ ba đổ vô của tôm mì này nha. Ba đổ đi. Đau nè. Đây nè. Ui, nó đang chạy. Có tôm mì nè. Rồi xong. Không có. Ra tôm mì. Không có thì ra. Tôm mì này khác tốt, không có. Yeah, không có mẹ. Rồi, tôm mì không có. Tôm mì không có. Chị gắt ly tôm mì lên lầu đi. Cái ly tôm mì lên lầu của mình đi. Ăn cơm cũng gặp. Ôi, nó lật lọt anh ơi. Nó có lật lọt đâu. Có. Ồ, con thấy nè. Con, em nhìn nó đâu vậy? Nè. Thấy nha. Đợi xíu, em thấy nó lọt rồi đó. Có vậy mà, con thấy rồi. Xong tôm mì luôn. Đó, lật lật đó. Rồi nguyên nồi luôn. Ba mở hay quá. Ủa, có hết bệnh luôn rồi trời. Hay không mì cho tôm mì không chịu chứng. Tôm mì không có. Rồi, vui bỏ dịch bị chà bá cho nhà. Người ta 13 đường 8. Rồi, vui nha các bạn. Rồi bạn kia ngồi chàng hãn vô rồi sao ba quay. Bạn kia. Yeah. Yeah. Goodbye, see you again. Đậm lên rồi ba, đậm lên rồi ba. Đâu? Có luôn á. Cái chưa em nói nó lọt lọt lên rồi. Rồi, tôm mì 2 dạch. Đây, ra. Ra chỗ sáng. Đây. Tôm mì 2 dạch. Nhưng mà nói chung là dạch tôm mì nó không đậm mấy. Nhưng mà nó 2 dạch. Rồi, xong phim. Nhà 5 người bị hết 5 người. Báo tin. Báo tin về cho bà ngoại biết đi. Đây mẹ Duyên đỏ lòm đã, cái dạch đỏ lòm đã lét luôn. Nè, cái dạch giống như có ba hôm qua vậy. Hôm kia vậy đó. Đó. Giống của ba vậy. Rồi mai điện. Giờ điện lên cái chỗ đó. Mai lấy thuốc cho em uống. Coi nó có cho thuốc thứ anh luôn. Thuốc của anh là thuốc đặc trị. Uống nó tốt. Có uống thuốc đặc trị nữa không? Thì con nít không uống.
Rồi, goodbye, see you again. Bye bye, nguyên nhà COVID.